Xin chào anh em, mình làm một cái video nhanh này để chia sẻ với anh em một chuyện đang gần xảy ra gần đây. Đó là trên những chiếc Souffle cũ ở trên nhóm ấy, thì có anh em chia sẻ một bức ảnh, đó chính là một chiếc laptop Souffle bị lốc lại. Nó ghi là Hitachi Global Service Deck. Nó nghe nhèo, cái hình này có nghĩa là những chiếc Souffle của anh em khi mua của ai đó mình không biết, nhưng mà đây là những chiếc máy mà trực thuộc quản lý của doanh nghiệp. Ở đây thì doanh nghiệp đầu tiên là Hitachi. Đấy, Hitachi đặt hàng của Microsoft những chiếc máy Souffle, và khi đưa đến Hitachi thì những chiếc máy này nó được Hitachi nhúng những cái phần mềm vào trong thẳng phần cứng để có thể quản lý được nhân viên này, có thể biết nhân viên làm gì này, và có thể khóa lốc máy một cách thoải mái. Không may những chiếc máy này là chiếc máy không được bán, nhưng nó lại đến tay anh em. Chính vì thế Hitachi lốc lại. Và nếu anh em mua những chiếc máy này ấy, mà bị lốc như thế này thì anh em sẽ phải mở khóa bằng phần cứng nhá. Anh em sẽ phải mở màn hình ra này, xong rồi can thiệp phần cứng ở trong BIOS này. Đấy, thì mới có thể sử dụng được. Và cái thứ hai là anh em có bị truy cứu trách nhiệm không? Thực tế là có trường hợp đã phải bị truy cứu trách nhiệm rồi. Khi anh em tiêu thụ, khi anh em sử dụng hàng ăn trộm, ăn cắp thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm. Anh em lưu ý điều ấy giúp mình nhá. Hãy lựa chọn một cơ sở, một địa chỉ uy tín về Souffle. Chào tạm biệt anh em.